vị chương trình truyền hình chủ nhật 30 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Anh Cô Phù Thủy Nghịch Ngợm tập 3, 6 giờ phim hoạt hình phim bộ, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nhịp cầu vàng, 7 giờ 40 phút kịch rối chú chó trung thành, 8 giờ 10 phút qua hướng dương, 8 giờ 30 phút tạp chí văn nghệ phần mở đầu, 11 giờ nào ta cùng hát, 12 giờ thời trang và cuộc sống, 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần, 13 giờ 15 phút thế giới vui nhộn, 14 giờ kiến thức tiêu dùng sử dụng truyền hình thế hệ mới, 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng đánh giá phát triển của trẻ, 14 giờ 50 phút gia đình A cộng, 15 giờ 10 phút khoa học phát triển đến giới tiền giang, 15 giờ 30 phút xây dựng thương hiệu mạnh tầm nhìn cho chiến lược đầu tư, 16 giờ chào tuổi tim, 17 giờ chiếu phim phim truyện Mỹ 7 ngày về quá khứ tập 13 và 14, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian, 19 giờ 50 phút tình thế giới, sự kiện thế giới năm 2007, 20 giờ 10 phút chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ 10 phút chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 30 phút khám phá, 21 giờ 40 phút trước phim phim truyện Việt Nam KTX tập 20, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 45 phút trước phim phim truyện Mỹ lối thoát, tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.